Dạ hai, Bảo Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại với kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Dạ, đầu video Bảo Việt xin kính chúc cho cô chú anh chị mình luôn luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. À, dạ cô chú anh chị ơi, hôm nay thì Bảo Việt đứng trong một cái khu dân cư hiện hữu rất là đông đúc luôn. À, hôm nay thì Bảo Việt quay trở lại đây quay một căn nhà đã từng xuất hiện trên kênh của Bảo Việt rồi. Với diện tích ngang năm dài cho 20 mét và có thiết kế là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Và trục đường trước nhà của mình đây là một trục đường đan rộng khoảng tầm 3 mét để cho cô chú anh chị mình chạy xe ô tô mình tới nơi luôn nha gia đình mình. Và từ vị trí này chỉ cách chợ Bình Chánh đâu đó khoảng tầm là 3-4 km thôi cô chú anh chị ơi, rất là gần gũi. Và từ nhà mình ra quốc lộ 1A thì khoảng tầm 500 mét trở lại nha cô chú anh chị. Và nơi đây thì khoảng 800 mét trở lại thì sẽ có chợ, trường học, ủy ban xã, rất nhiều những cái tiện ích để cho cô chú anh chị mình nội trợ mua sắm ha. Thì hôm trước Bảo Việt đã review căn nhà này một lần rồi, thì đang trong quá trình giảm giá. Thì hôm nay gia chủ, chủ đầu tư bên Bảo Việt cũng đang tiếp tục giảm cho cô chú anh chị mình thêm 100 triệu nữa nha cô chú anh chị. Hôm nay Bảo Việt quay lại đây review cho gia đình mình. Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào xem nhà ha. Thì trước cái khoảng sân nhà của mình sẽ có một cái lớp cửa 4 cánh. Lớp cửa này là lớp cửa sắt nha gia đình mình, bảo vệ rất chắc chắn luôn. Cũng có những hoa văn rất là đẹp. Và căn nhà của mình thì cũng đã làm mái sẵn rồi nha, mái vòm luôn cho cô chú anh chị mình một cái không gian sống ha, rất là an toàn luôn. Hai bên khoảng sân nhà của mình thì bên Việt cũng đã làm song sắt sẵn cho mình hết trơn rồi, cô chú anh chị mình về cũng không làm thêm ha. Đây là khoảng sân trước nhà của mình cũng khá là rộng rãi để cho gia đình mình để được khoảng tầm 4-5 chiếc xe gắn máy. Và tiến sâu vào khoảng không gian phòng khách của mình thì cô chú anh chị mình thấy căn nhà của mình rất là rộng rãi luôn, với diện tích ngang 5 dài cho là 20 mét. Thì căn nhà của mình phòng khách ở đây thì chiếm trọn của mình diện tích là khoảng tầm 20 mét vuông nha cô chú anh chị. Và ngoài đây thì mình còn có thêm một cái lớp cửa nữa, lớp cửa này là lớp cửa kiến cường lực ha. Và gạch lát sàn nhà của mình là gạch 80x80 của hình những vân mây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thời điểm này chính là một cái thời điểm mà cô chú anh chị mình nên mua nhà đất ha. Thì Việt cũng mới vừa nghe một cái thông tin rất là mừng luôn cô chú anh chị ơi. Hiện tại bây giờ thị trường bất động sản của mình thời gian vừa qua cũng tương đối là ảm đạm ha. Hiện tại bây giờ thì vừa có một cái chủ trương mới là cho tách thửa và phân lô quay trở lại ha. Thì cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi, thị trường bất động sản quay trở lại thì giá sẽ tiếp tục tăng. Hiện tại bây giờ thì đợt giảm giá này có thể gọi là đợt giảm giá cuối cùng luôn. Cô chú anh chị mình xem video này của Bảo Việt có thích căn nhà này thì nhanh chóng nhắc máy này gọi cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cô chú anh chị. Quay trở lại vấn đề thì căn nhà của mình hôm nay việc review ha, thì cô chú anh chị mình thấy rồi ha, cầu thang được đặt dưới nhà, đèn bên trên căn phòng khách của mình nè cũng đầy đủ hết, đèn lon, đèn led, bộ đèn chùm 6 ngọn đầy đủ ha. Hôm trước là Bảo Việt review căn nhà này là 2.3 tỷ, 2.4 tỷ nha, 2.4 tỷ nha Bảo Việt xin lỗi. Và hiện tại bây giờ thì bên chủ đầu tư của bên Bảo Việt thì tiếp tục giảm giá cho cô chú anh chị mình thêm, chỉ còn là 2.3 tỷ thôi cô chú anh chị ơi. Việt cũng không có thời gian cập nhật cho cô chú anh chị mình sớm. Hôm nay thì Việt quay trở lại đây review căn nhà mình ha. Thì bên hông này mình còn có thêm một cái lớp cửa sổ để cho cô chú anh chị mình mở ra mở vào cho thoáng gió thoáng khí. Rèm nhà mình đã có sẵn rồi nha cô chú anh chị. Thì bên Việt khi mà bàn giao nhà cho cô chú anh chị mình là sẽ tặng đèn, rèm, quạt và tủ bếp đầy đủ hết cho gia đình mình ha. Thì ở dưới đây mình có thể mình làm thêm một tủ gầm cầu thang để mình che chắn cho khoảng không gian bếp, rất là sang trọng luôn nha cô chú anh chị. Thì bếp của mình được thiết kế theo hình chữ L, tủ bếp trên, tủ bếp dưới là bằng tủ nhôm hết nha cô chú anh chị, rất là sang luôn. Và phía trên này mặt dựng thì mình còn ốp những cái tấm đá màu xanh lá cây rất là đẹp. Và bên dưới tầng trệt của mình thì sẽ có một cái phòng ngủ để dành cho những cô chú lớn tuổi ha.
đèn lon, đèn phòng ngủ đầy đủ hết cho mình. Đó, cô chú anh chị mình ở mỗi phòng khoảng tầm 2-3 thành viên thì rất là hợp lý luôn. Đường dây máy lạnh cũng đã có rồi, cửa sổ cũng đã có sẵn rồi ha cô chú anh chị. Và cửa của phòng ngủ của mình là bằng gỗ ha. Và tiến sâu vào khoảng sân cuối nhà của mình đó, thì cô chú anh chị mình thấy đây ha, sẽ có một cái đường nước ra, đường nước vô của máy giặt. Mình đặt máy giặt vị trí này, mình giặt giũ xong mình phơi đồ ở ngoài khoảng sân này cũng rất là tiện lợi luôn. Cũng có đường ống nước sẵn cho cô chú anh chị mình rồi ha. Và bên tay phải của việc đây là không gian nhà tắm và nhà vệ sinh, đầy đủ những trang thiết bị cơ bản, gạch ốp tường lên cho mình 3m, rất là chắc, rất là sạch sẽ luôn cô chú anh chị ạ. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình lên ba phòng ngủ phía trên tầng lầu nha cô chú anh chị. Và từ vị trí này thì cô chú anh chị mình nội trợ mua sắm cũng rất là tiện lợi luôn, chỉ cách chợ Bình Chánh khoảng tầm 3 km. Và nơi đây thì cô chú anh chị mình có thể mình đi chợ Gò Đen nha gia đình mình. Nhà mình cách chợ Gò Đen chỉ có khoảng tầm 300m trở lại thôi, việc thấy rất là gần. Thì nếu như cô chú anh chị nào thời gian vừa qua có đi xem nhà nhiều rồi, đã từng đến khu vực chợ Gò Đen rồi, thì cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi ha, khu vực chợ Gò Đen rất là phát triển luôn, ở dân cư tập trung mua bán kinh doanh rất là nhiều luôn. Đây là căn phòng ngủ thứ hai của mình là cô chú anh chị ạ. Thì cô chú anh chị mình ở phòng này hai vợ chồng một đứa con là quá rộng rãi luôn, đèn đã có đầy đủ rồi, cửa sổ cũng đã có rồi ha. Nơi đây thì cô chú anh chị mình về thì cũng có trường học đầy đủ hết nha gia đình mình, tiện ích rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị mình qua căn phòng ngủ này là căn phòng ngủ thứ ba, cũng rất là rộng rãi, gia đình mình để tủ giường nệm và mình sân quạt thôi. Căn phòng ngủ này mình có một cái lớp cửa sổ bốn cánh ha, để cho mình mở ra mở vào. Hồ Việt vừa mở ra rất là mát luôn cô chú anh chị ơi. Nơi đây thì dân cư mình đã lên hết rồi ha, gia đình mình cần một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng ở khoảng tầm 7-8 thành viên đó, thì đây chính là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Căn nhà của mình rất là đẹp, cách quốc lộ 1A chỉ có 500m thôi đó, mà chỉ có giá là 2.300.000.000 thôi cô chú anh chị ơi. Lúc trước thì việc review cách đây cũng mấy hôm ha, thì giá là 2.400.000.000, bây giờ giảm 100.000.000 nữa cho cô chú anh chị mình. Thời điểm này là thời điểm cuối cùng luôn để giảm giá cho nên là cô chú anh chị mà xem video này của Bảo Việt, thích căn nhà này thì cứ gọi cho Việt ha. Cô chú anh chị mình đang quan sát cái nhà vệ sinh bên trên tầng lầu, gạch ốp tường thì bên Bảo Việt cũng đã lên cho mình khoảng tầm 3m ha. Khoảng hành lang nè cô chú anh chị mình thấy ha, dẫn những căn phòng ngủ với nhau rất là rộng rãi luôn. Căn phòng ngủ thứ tư của mình đây rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị ơi. Gia đình mình có 7-8 thành viên thì chọn căn nhà này mình sinh hoạt mình ở thì quá là tuyệt vời rồi. Rèm là bên Việt trang bị sẵn cho cô chú anh chị mình hết luôn ha. Nếu như gia đình mình ít thành viên, mình có thể mình tận dụng căn phòng này để thờ cúng ông bà tổ tiên. Rất là tuyệt vời, đường dây máy lạnh đèn bên Việt đã trang bị sẵn rồi. Và điều đặc biệt của căn phòng ngủ này thì mình sẽ có một cái ban công. Ban công này thì rất là mát mẻ luôn, để cho cô chú anh chị mình mỗi buổi chiều mình ra đây hóng gió hóng mát rất là tuyệt vời luôn ha. Một căn nhà với diện tích ngang 5 dài 20, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Cô chú anh chị mình quan sát một vòng cũng đã thấy dân cư rồi ha, rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị mình cũng đã quan sát tất cả hình ảnh mà Bảo Việt vừa mới cung cấp rồi. Thì Việt xin lặp lại là tất cả thông tin của căn nhà mình ha. Với diện tích ngang 5 dài 20, thiết kế 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và chỉ cách chợ Bình Chánh đâu đó khoảng tầm 3 km thôi. Khi cô chú anh chị mình nhắc máy gọi cho Bảo Việt rồi thì cô chú anh chị mình đặt lịch hẹn xem nhà của Bảo Việt thì cô chú anh chị mình đi đến chợ Bình Chánh alo cho Bảo Việt, thì Bảo Việt sẽ ra đón cô chú anh chị mình vào xem nhà thực tế. Căn nhà mình chỉ cách quốc lộ 1A 500m thôi, nơi đây thì khoảng tầm 300-400m trở lại cô chú anh chị sẽ có chợ Gò Đen nè, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ hết những tiện ích luôn, để cho cô chú anh chị mình nội trợ mua sắm rất là tiện lợi.
Và căn nhà này mấy hôm trước cho Bảo Việt review là giá 2 tỷ 4, bây giờ giảm cho cô chú anh chị mình thêm 100 triệu nữa là chỉ còn giá 2 tỷ 3 thôi. Pháp lý sổ hồng riêng đã có sẵn rồi, cô chú anh chị mình đến xem nhà ưng ý, Bảo Việt sẽ mang giấy tờ pháp lý cho cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị mình xem giấy tờ pháp lý ok rồi thì mình sẽ nắm tay nhau ra phòng công chứng, mình công chứng sang tên thôi nha cô chú anh chị. Giá chỉ có 2 tỷ 3 thôi, cô chú anh chị mình ưng ý thì cứ gọi cho Bảo Việt qua số điện thoại bên dưới màn hình 0933 827963. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị mình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Nếu như yêu mến kênh Bảo Việt thì cô chú anh chị mình nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để đón theo dõi những video tiếp theo của Bảo Việt. Và bây giờ thì Bảo Việt xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Xin tạm biệt cả nhà.